mươi 86, Linh Đan Cát, cái gì? Từ Phúc Sau khi các Hồng và Thanh Dương chân nhân nghe đệ tử bẩm báo xong thì đều hết sức kinh ngạc. Vì vậy mà trưởng lão từ Phúc suyết nữa thì xảy ra mâu thuẫn lớn với trưởng lão Triệu Chí Kính. Nghe xong, các Hồng và Thanh Dương chân nhân đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt rõ vẻ nghi hoặc. Đây chính là điều mà bọn họ không thể ngờ tới. Đợi bao lâu như vậy rồi mà không ngờ từ Phúc lại nhúng tay vào. Cả hai người cao mày ánh mắt càng trở nên bất định, dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ từ phút lại cứu một tên đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí. Lại còn suýt nữa làm loạn cả giới luật đường. Chỉ cần thông qua điểm này cũng đủ để chứng minh Diệp Thành không hề đơn giản như cách hắn thể hiện. Lẽ nào vì khả năng của Diệp Thành? Các hồng suy tư. Có từ phút bảo vệ, muốn đụng tới Diệp Thành lại càng khó, sắc mặt của Thanh Dương chân nhân càng khó coi hơn. Cả hai người bọn họ đều hiểu rằng, ở hàng nhạc tông đụng tới ai thì đụng chứ không thể đụng tới từ phúc nếu như đụng tới một cộng lông của ông ta thì ông ta có cả hàng nghìn hàng vạn cách không cung ứng linh đan linh dịch không có linh đan linh dịch thì còn làm được gì nữa so với hai người này thì chung lão đạo của thiên dương phong nghe tin này xong cũng chẳng khá hơn là mấy từ phúc cứu diệp thành chuyện gì thế này trên cái giường êm ái diệp thành ngủ say đang gại gại mũi hắn hít lấy hít để mùi dược liệu thơm nồng trong không gian Giây phút sau đó, hắn mở trừng mắt, và xuất hiện trong tầm nhìn của hắn chính là khuôn mặt núng nính mở của Hùng Nhị. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, Hùng Nhị hít vào một hơi thật sâu. Đây là đâu? Diệp Thành ngồi dậy dây dây tráng, hắn nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Linh đang cát, Hùng Nhị cười hi hi. Diệp Thành lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày. Hắn bị đệ tử của hai núi bao vây trên phong vân đài, bị giải vào giới luật đường, từng cảnh tượng dần hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn không ngờ người cứu hắn lại là từ phúc. Xin lỗi, vì cứu ngươi nên ta chỉ có thể phá đi giao hẹn của chúng ta, ở bên Hùng Nhị khẽ giọng nói. Diệp Thành không nói gì vì hắn hiểu ý của Hùng Nhị. Giữa hắn và Hùng Nhị có giao kèo, đó chính là chân hỏa của hắn, hắn bảo Hùng Nhị phải giữ bí mật cho mình. Chân hỏa có vai trò rất quan trọng. Ngoài việc hỗ trợ tu luyện ra thì còn có thể giúp luyện đan sư luyện đan. Hàng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa nằm trong tay từ phúc của Linh Đan Các nhưng cũng vì đạo địa hỏa này nên mới giúp từ phúc có thể luyện chế ra Linh Đan và Linh Dịch để đáp ứng nhu cầu của cả Tông Môn. Đây cũng chính là lý do mà từ phúc cứu hắn. Địa hỏa và chân hỏa vừa nghe là có thể thấy không cùng đẳng cấp, đẳng cấp của chân hỏa cao hơn địa hỏa, không cần nghĩ cũng có thể biết dùng chân hỏa luyện chế đang dược mạnh hơn bao nhiêu lần so với dùng địa hỏa. Chân hỏa có vai trò quan trọng đối với luyện đan sư là điều không thể phủ nhận, Hùng Nhị nhìn thấu điểm này nên mới chạy tới đây cầu cứu Linh Đan Cát. Sự thực chứng minh quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác, cho dù từ phút có đoạt chân hỏa của Diệp Thành hay không thì chí ít hiện giờ Diệp Thành vẫn còn sống, cho dù kết cục thế nào thì vẫn còn hơn chết ở giới luật đường. Nghe vậy, Diệp Thành bặm môi, nói, nếu tiền bối muốn có chân hỏa thì có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào ạ. À? Vậy phải xem xem ta có thể hàng phục nó không đã. Từ phút mỉm cười nhìn Diệp Thành, nói, triệu gọi chân hỏa của ngươi ra cho ta xem xem, ta đã chờ bao nhiêu năm mà chưa từng gặp được chân hỏa. Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn cố niệm, chân hỏa vàng kim trong vùng đang hải hóa thành một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Chân hỏa vàng kim, thấy vậy, đến cả từ phút cũng không khỏi kinh ngạc, chương 87, giúp ta luyện đan, sau đó ông ta lập tức rút ra một bộ cổ quyển, lật mở và quan sát tỉ mỉ. Diệp Thành liếc nhìn, phát hiện trên mỗi một trang của bộ cổ quyển đều có một hình ảnh về chân hỏa, có loại màu tím, màu vàng, màu lam, vả lại dưới mỗi loại đều có thêm chú thích. Không có. Từ phút kiểm tra một hồi rồi lại nhìn sang chân hỏa của Diệp Thành. Ông ta nheo mắt nhẩm niệm, chân hỏa vàng kim này ta thấy lần đầu, đến cả trong hỏa diệm bảo điển cũng không hề có ghi chép gì liên quan đến nó. Cũng đúng, hỏa diệm tự nhiên quá nhiều, trong hỏa diệm bảo điển cũng không thể ghi chép hết được có điều chân hỏa màu vàng kim này trông cũng thật bất phàm từ phút nhìn chân hỏa của diệp thành rất chăm chú ông ta nhẫm niệm một hồi sau đó mới xòe tay ra nắm lấy chân hỏa của diệp thành và hy vọng có thể nhìn thấu nó hơn có điều điều gì thường xuất hiện chân hỏa của diệp thành giống như có linh tính vừa bị từ phút bắt lấy thì lập tức phản kháng kịch liệt cứ thế cháy bùng lên ôi từ phút đau đớn thả tay ra nhưng lòng bàn tay ông ta đã bị bỏng thành một mảng đen xì. Lại nhìn sang chân hỏa, giống như một đạo ánh sáng vàng kim chui vào trong cơ thể Diệp Thành khiến hùng nhị ở bên kinh ngạc không nói nên lời. Chân hỏa của ngươi có linh trí, từ phút không màng cơn đau trên lòng bàn tay, ông ta ngỡ ngàng. Trưởng lão, hỏa diệm do trời đất sinh ra không phải đều có linh trí sao? Hùng nhị thắc mắc. Ai nói hỏa diệm do trời đất sinh ra đều có linh trí, từ phút liếc nhìn hùng nhị, sau đó vuốt trâu giải thích chỉ cần là hỏa diệm được sinh ra bởi trời đất thì đều có linh tính nhưng linh tính và linh trí không cùng một khái niệm. Nếu phân theo tầng bậc thì đẳng cấp của linh trí cao hơn linh tính. Mặc dù chỉ khác nhau có một chữ nhưng đó lại là khoảng cách một trời một vực. Là, là vậy sao à, hùng nhị gãi đầu. Trưởng lão, đẳng cấp của chân hỏa phân chia thế nào à? Diệp Thành nhìn từ phút mà hỏi. Trước đó khi giao tiếp với lão già mặc đồ tím luyện hóa phu chú ở chợ đen U Minh, hắn đã biết chân hỏa cũng có sự phân chia cao thấp chỉ là lão ta không nói rõ ràng mà thôi không dễ giải thích từ phút vuốt râu có loại được phân chia cao thấp dựa vào linh tính có loại được phân chia yếu mạnh dựa vào hỏa diệm còn có loại dựa vào tuổi đời xuất hiện nếu nói về tầng bậc rõ ràng thì theo tu đạo của ta nhiều năm nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp hai nói tới đây từ phút thở dài vốn dĩ ta định mượn chân hỏa của ngươi đẩy vào cơ thể ta Đợi sau khi ta chết sẽ trả lại cho ngươi nhưng giờ xem ra không được rồi. Tới tối, Diệp Thành đi ra khỏi Linh Đan Các sau 3 ngày giúp Từ Phúc luyện đan. Trên đường đi, hắn vẫn luôn giữ im lặng. Đại nạn lần này không chết đã là phúc lắm rồi. Nghĩ tới âm mưu nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và giới luật đường nhằm vào hắn mà hắn vẫn cảm thấy lạnh người. Nếu không phải vào thời khắc then chốt có Từ Phúc ra tay thì hắn đã thành con ma dưới lưỡi đao của giới luật đường rồi. Có điều Diệp Thành cho rằng cho dù có từ phúc bảo vệ thì hắn vẫn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, cái tên chính phái nói thì dễ nghe nhưng sự hiểm ác ở đây lại đầy rẫy. Là mình quá yếu, Diệp Thành nắm chặt tay thầm nhũ, hắn rít lên qua ké răng, mình phải mạnh lên, bảo vệ lấy người mà mình muốn bảo vệ. Về tiểu linh viên hắn quỳ xuống trước phòng của Trương Phong Niên rất lâu cũng vì người ông già lão không tiếc bỏ đi sự tôn nghiêm của bản thân, không tiếc lấy mạng đổi mạng để cứu hắn. Diệp Thành lòng mang theo ấy nấy hắn cứ thế quỳ rồi nói. Tiền bối là vãn bối khiến người phải xấu hổ rồi. Diệp Thành thề ở đây. Những kẻ làm hại người con sẽ bắt chúng trả cái giá gấp trăm lần. Chương 88, vợ của Hùng Nhị, đêm khuya, trời đầy sao, mãi tới muộn Diệp Thành mới trở về phòng mình. Dưới ánh nến lập lòe, hắn khoanh chân ngồi trên giường quan sát bên trong cơ thể mình. Hôm nay ở giới luật đường suýt nữa thì hắn biến thành hình thái ma đạo nếu như vậy thì cho dù là từ phút cũng không thể cứu hắn tấm vương bài này không tới mức đường cùng thì không thể dùng tuyệt đối không đụng đến nó diệp thành thầm nhũ đây là một thế giới tàn khốc cái gọi là chính đạo không cho phép có sự tồn tại của ma đạo không biết từ lúc nào hắn chìm vào giấc ngủ trong giấc ngủ hắn rơi vào một trạng thái hết sức kỳ lạ tâm hồn bất định hắn cứ thế liên tục ở trạng thái hư ảo và chân thực trong cơn mê hắn mơ hồ trông thấy một thế giới tối đen một cái vạc to dựng thẳng giữa trời, vững chãi như núi khiến hắn không sao thở nổi và hắn còn có thể nghe ra được tiếng ma văng vẳng trong cái vạc kia. A. À. Diệp Thành bật dậy, hắn thở dốc, trán mướt mồ hôi. Mơ. Đợi tới khi mọi thứ hiện ra trước mặt một cách rõ ràng, Diệp Thành mới cau mày nhưng cảnh tượng cái vạc vững chãi kia vẫn còn hiện lên trong đầu hắn chỉ vì mọi thứ trong mơ hiện ra quá chân thực. Sau bữa ăn, Hùng Nhị tới tìm hắn và còn dẫn theo một thiếu nữ trong tròn tròn ú nú, không cần nói cũng biết đây chính là cô vợ mà hắn từng nhắc đến. Diệp Thành nhìn thiếu nữ này từ đầu tới chân. Cô ta trông không có gì xuất chúng nhưng lại tròn tròn nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt trong veo chớp chớp thật khiến người ta mê mẩn. Vợ ta, đừng như huyên, Hùng Nhị vừa giới thiệu vừa không quên ôm thiếu nữ kia vào lòng. Vẻ mặt trông rõ đắc ý. Có điều trong mắt Diệp Thành, khi hai người bọn họ đứng cùng với nhau cũng thật là. Nói thế nào nhỉ? Hùng nhị như một đụng thịt đứng cùng với đường như huyên tròn tròn ú nú thật buồn cười, Diệp Thành chỉ muốn nói với đường như huyên một câu, cô ưng tên béo này ở điểm nào vậy? Ôi chao, đừng ồn ào nữa, đường như huyên có vẻ như đã quen với tên hùng nhị này nhưng vẫn tỏ vẻ bẽn lẽn nên đẩy hùng nhị tránh xa mình ra. Sau khi đẩy hùng nhị ra, đường như huyên mới nhìn sang Diệp Thành, khi cười khuôn mặt còn hiện lên hai má lúng đồng tiền nhỏ xinh và cái răng khểnh, mụi tên đường như huyên là đệ tử của đỗ trưởng lão ở ngoại môn linh quả viên diệp thành tươi cười gọi ta diệp thành là được lần này đúng là phiền huynh rồi mụi có cần chuẩn bị gì không đường như huyên nhìn diệp thành hỏi không cần chuẩn bị gì cả chỉ là khi tẩy túy sẽ hơi đau một chút diệp thành không giấu gì lần đầu tiên hăng luyện thể suýt chút nữa thì đau ngất đi mấy lần không sao, mùi có thể chịu được. Diệp Thành gật đầu, hắn nhẩm niệm sau đó triệu gọi chân hỏa bao quanh đường như huyên rồi phân chân hỏa thành nhiều đạo đẩy vào các kinh mạch của đường như huyên. Vì tránh khiến kinh mạch của đường như huyên bị tổn thương, hắn làm rất thận trọng, không dám để xảy ra sơ suất gì. Thế nhưng dù là vậy thì trên khuôn mặt đường như huyên vẫn lộ rõ vẻ đau đớn. Phần trán trong chốc lát ướt đẫm mồ hôi. Ta nói này, rốt cục ngươi có làm được không vậy? thấy đường như huyên đau đớn, hùng nhị liếc sang nhìn Diệp Thành. Yên tâm, ta biết chừng mực, Diệp Thành nói với giọng không mấy dễ chịu. Một lúc sau, đường như huyên cũng dần quen hơn với cơn đau, còn Diệp Thành lại lần nữa tăng mức độ tôi luyện của chân hỏa. Muội và tên béo chết dẫm này không phải là được gán với nhau ngay từ trong bụng rồi chứ. Để tránh đường như huyên quá đau đớn, Diệp Thành đổi chủ đề khiến cô dùng sự chú ý sang vấn đề khác. Nhìn sang Hùng Nhị, đường như huyên mỉm cười, nói, thực ra trước đây huynh ấy trông không giống như bây giờ, chỉ vì công pháp có sơ suất nên mới thành bộ dạng thế này. Còn có chuyện này sao? Diệp Thành nhướng mày liếc nhìn Hùng Nhị. Nhắc tới chuyện này đầu ta lại muốn bốc hỏa, Hùng Nhị ngồi phịch xuống đất. Ta bị lão đó gạt, ông đây trước kia cũng phong độ lắm chứ, sau này mới bị công pháp chó chết kia làm cho thành ra thế này. Không sao, muội không chê huynh, hi hi hi, đừng như huyên lại lần nữa mỉm cười để lộ ra hai cái răng khỉnh, còn không quên vỗ vào bộ ngực phay phay thịt của hùng nhị, rồi sẽ có một ngày huynh sẽ trở lại với hình dáng như xưa. cả ba người nói cười vui vẻ, quả thực khiến sự chú ý của đường như huyên chuyển sang vấn đề khác. trong lúc này, diệp thành đã tăng lửa lên không chỉ một lần khiến tinh túy của đường như huyên được tôi luyện liên tục, đến cả kinh mạch và xương cốt cũng được tôi luyện theo. sau ba canh giờ, hắn mới thở ra một hơi mang theo tàn khí, thu lại chân hỏa. chân hỏa vừa rời khỏi cơ thể. Đường Như Huyên lắc lư. Muội cảm thấy thế nào? Hùng Nhị hoang mang hỏi. Muội thấy trong cơ thể ngứa ngáy, Đường Như Huyên vặn vặn cơ thể cứng ngắc của mình, cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, kinh mạch như được đã thông hơn, nói tóm lại muội thấy rất tốt. Vậy sao? Hùng Nhị sáng mắt, hắn xoa xoa tay nhìn sang Diệp Thành, chớp mắt nói, ngươi cũng luyện cho ta đi. Được thôi, Diệp Thành trả lời dứt khoát một cách kỳ lạ, chân hỏa vừa được thu vào vùng đan hải lúc này lại được triệu gọi ra, cứ thế bao quanh hùng nhị. a à. Sau đó, trong tiểu linh viên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của hùng nhị. So với đường như huyên, dịp thành luyện thể cho hùng nhị không hề nương tình. Hai ngày tiếp theo, cứ sáng sớm, hùng nhị đều dẫn đường như huyên tới. Sau ba ngày tẩy luyện tinh túy, đường như huyên mừng thấy rõ, trong quá trình tẩy luyện tinh túy, tu vi của cô đã tăng từ cảnh giới nhân nguyên tầng thứ tư lên cảnh giới nhân nguyên tầng thứ năm. Ba ngày cứ thế trôi đi. Sáng sớm, Diệp Thành ăn vội chút gì đó rồi lại vắt thanh thiên khuyết rời đi. Hôm nay hắn phải giúp từ phúc luyện đan. Vẫn như trước đây, hắn vừa trèo lên Linh Sơn thì một số đệ tử đang hít thở linh khí bắt đầu xôn xao chỉ rõ. Từ trưởng lão vì hắn mà suýt chút nữa cải lộn với triệu trưởng lão. Hắn đúng là đại nạn không chết, nhất định có phúc về sau thu, 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 sao đến sư huynh cũng nói vậy chứ? Sở huyên dây tráng. Từ phút mỉm cười lắc đầu, chuyển chủ đề, sư muội nghĩ thế nào về thiên tịch đang trong buổi đấu giá ở chợ đen U Minh? Nói tới thiên tịch đang, sở huyên liền cau mày, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng, bên ngoài đồn đại là do nhất điện tam tông làm. Nhưng theo muội thấy thì khả năng cao là do thị huyết điện. Sao ta lại nghe nói thiên tịch đang mang về chỉ có một nửa viên nhỉ? việc này phải đợi tra xét, trưởng môn sư huynh hôm đó cũng tham gia vào việc tranh đoạt thiên tịch đan, cuối cùng vẫn bị người ta đoạt mất, còn thiên tịch đan có nguyên vẹn hay không thì có lẽ người cuối cùng cầm được thiên tịch đan mới biết được. Từ trưởng lão, con tới rồi, hai người đang nói chuyện thì Diệp Thành đi vào Linh Đan Cát, chương 89, ngươi chạy làm gì, vừa đi vào, Diệp Thành đã trông thấy sở huy ngồi cạnh từ phút. Sao lại là cô ta? Diệp Thành sững người, theo thói quen, hắn quay người định bỏ chạy có điều vừa chạy được hai bước thì hắn lại cảm thấy phía sau có lực hút mạnh mẽ không thể cưỡng lại đang hướng về mình cứ thế lôi hắn quay ngược lại người ra tay đương nhiên là sở huyên sau khi lôi diệp thành quay lại sở huyên nhìn hắn cười nói tiểu tử ta trông xấu thế sao không không ạ à, diệp thành cười xòa vậy tại sao ngươi trông thấy ta là bỏ chạy lần trước cũng như vậy lần này cũng như vậy đôi mắt trong veo của sở huyên cứ thế phát ra ánh sáng Cô ta rõ ràng cảm thấy khó hiểu với hành động cứ gặp mình là chạy của Diệp Thành. Sao? Sư muội từng gặp hắn sao? Từ Phúc ở bên có vẻ bất ngờ. Muội từng gặp hắn một lần sau núi, vừa thấy muội là đã bỏ chạy. Nghe vậy Từ Phúc liền cau mày, nhìn sang Diệp Thành, "Diệp Thành, không phải ngươi làm chuyện gì đáng xấu hổ đấy chứ?" "Không à." Diệp Thành lắc đầu quầy quậy. "Vậy ngươi chạy làm gì?" "Ngươi chính là Diệp Thành." Không đợi Diệp Thành đáp lời, Sở Huyên đã lên tiếng, rõ ràng cô ta vẫn không biết kẻ đang đứng trước mặt mình chính là Diệp Thành. Sư muội biết hắn. Từ phút lại lần nữa lên tiếng. Không muốn biết cũng khó, Sở Huyên vương vai, đánh mười mấy đệ tử của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong trên phong vân đài một cách thảm thiết. Việc này đã được đồn thắp nội môn rồi. Nghe vậy, Diệp Thành ho hắn, hắn gại gại mũi, cảm giác như mình đã rất nổi tiếng ở hàng nhạc tông. Tiểu tử, ngươi có muốn làm đệ tử của ta không? sở huyên miễn cười nhìn diệp thành nói diệp thành sững người rõ ràng hắn không thể ngờ sở huyên lại nói như vậy mặc dù hắn dám chắc rằng nữ nhân trước mặt và nữ nhân ở cùng mình đêm đó trong khu rừng yêu thú không phải là một nhưng nếu như làm đệ tử của cô ta thì hắn thật sự có một cảm giác rằng nửa đêm đang ngủ sẽ bị xiên cho hai đau bất thình lình lúc nào không biết còn phải nghĩ sao thấy diệp thành không nói gì từ phút ở bên ngồi không yên ông ta bước lên trước đạp cho diệp thành một cái Nghĩ xong chưa? Sở Huyên nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy hứng thú. Trưởng lão, giờ con phải cùng người tới nội môn sao? Diệp Thành nhìn Sở Huyên rồi hỏi một câu thăm dò. Đương nhiên phải có thử thách, nếu ngươi có thể vào được nội môn thì coi như đạt yêu cầu. Rõ. Cứ quyết định vậy đi, Sở Huyên đứng dậy, cứ thế lướt bay ra ngoài, giây phút cô ta bước ra khỏi linh đan cắt hãy còn quay lại mỉm cười. Nếu ngươi có thể vào nội môn thì ta sẽ suy nghĩ truyền cho ngươi một bộ mật pháp, nụ cười này của cô ta thật sự khiến diệp thành si mê từ sau đêm hôm đó bóng hình sở huyên cứ thể hiện lên trong đầu hắn đêm hoang lạc đó cũng cứ thế choáng đầy tâm trí hắn nữ nhân ấy hết đổi xinh đẹp lại chẳng vướng chút bụi trần hiện giờ nữ nhân trông giống với nàng ấy đang ở trước mặt khiến diệp thành có cảm giác như đang nằm mơ vậy lân lân khó tả có vẻ như quá đắm say nên hắn cứ thế đứng chôn chân tại chỗ người đã đi rồi còn nhìn cái gì từ phút lại đạp cho hắn một cái khiến Diệp Thành trở về thực tại. Diệp Thành ho hắn. Cứ thế gại mũi. Làm việc đi thôi, từ phút lôi Diệp Thành vào trong nội đường. Vừa vào trong nội đường, Diệp Thành đã trông thấy một lưu luyện đang cao ba trượng, phía trước, sau, và hai bên trái phải lưu lần lượt được khắc họa sao thương long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, ngoài ra còn có rất nhiều hình thù phức tạp khác. Hắn cũng đã từng trông thấy lưu luyện đan nhưng chưa từng thấy cái lưu nào to như vậy chỉ mới nhìn nó thôi cũng đã cho người ta cảm giác áp lực nặng nề. Ngoài những thứ này ra thì Diệp Thành còn cảm nhận được hơi nóng rực bốc lên từ dưới đáy. Không cần nói cũng biết đó chính là đạo địa hỏa kia. Vù. Lúc này, chân hỏa trong cơ thể hắn như cảm nhận được ngọn lửa phía dưới mặt đất nên cứ thế lay động, nó bùng lên liên tục khiến địa hỏa đang cuộn trào kia sợ hãi. Quản cho tốt chân hỏa của ngươi, đừng để nó nuốt địa hỏa kia đi, từ phút nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt không mấy dễ chịu. Chân hỏa có thể nuốt địa hỏa, diệp thành ngạc nhiên, đều là hỏa diệm, đều là đồng loại, đương nhiên có thể. Đây là lần đầu tiên con nghe thấy đấy. Diệp thành khẽ giọng nói một câu rồi nhẩm niệm cảnh cáo chân hỏa trong vùng đang hải, nếu không thì nó thật sự sẽ nuốt địa hỏa kia mất. Tới lúc đó, từ phúc không bóp chết hắn mới lạ. Đặt tay lên lưu luyện đan, ta tới phán đoán xem cấp bậc linh hồn lực của ngươi. Từ phúc nói, cấp bậc linh hồn lực. Diệp Thành ngỡ ngàng, kể cả trước đây từng làm tình báo thì hắn cũng chưa nghe tới khái niệm này bao giờ. Mặc dù thấy kỳ lạ nhưng hắn vẫn thể chạm tay lên lưu luyện đan, trong bộ lưu luyện đan không phải chỉ dùng để luyện đan mà còn có thể phân định được cấp bậc linh hồn lực. Vù. Hắn vừa đặt tay lên lưu luyện đan, bên trong phát ra âm thanh khác thường. Ngay sau đó, một đạo linh quang phóng vút ra khỏi đỉnh lư, cứ thế ngưng tụ thành chữ linh huyền diệu trong không trung. Là cấp bậc linh giới thấy chữ linh từ phúc vuốt râu giọng nói rõ vẻ bất ngờ diệp thành xoa cầm nói nói vậy thì những tu sĩ dưới cảnh giới thiên tịch không thể ngưng tụ nguyên thần phải không ạ à? cũng không chắc từ phúc lên tiếng trên đời này vẫn luôn xuất hiện kỳ tích người có thể ngưng tụ ra nguyên thần ở cảnh giới linh hư không phải không có nhưng số lượng hiếm hoi gần như bằng không nói tới đây từ phúc ngưng lại một chút rồi mới tiếp ta từng đọc trong một bộ cổ thư có một chủng tộc thần bí lại cổ xưa Bọn họ được trời ban cho nguyên thần. Đó là chủng tộc gì ạ? À? Linh tộc, Diệp Thành kinh ngạc. Hiện giờ hắn mới biết kiến thức của Từ Phúc Nguyên Thâm thế nào. Linh hồn lực của người cao hơn một tầng so với tu vi của người hoặc có thể người thật sự có khả năng ngưng tụ ra nguyên thần trước khi đạt tới cảnh giới thiên tịch. Từ Phúc vuốt râu nhìn Diệp Thành hồi lâu, vậy thì tốt quá ạ, à. Diệp Thành cười nói. Chương 90, Luyện Đan Bên trong Linh Đan Cát, Từ Phúc đã chuẩn bị nguyên liệu để luyện đan. Đó là cây linh thảo, được Từ Phúc lấy ra hơn 30 loại, trong đó có rất nhiều loại mà Diệp Thành chưa bao giờ nhìn thấy. Diệp Thành không khỏi suy xoa, chỉ hơn 30 loại linh thảo này nhưng hắn có thể tưởng tượng ra quá trình luyện đang phức tạp thế nào, so với luyện đan, luyện chế linh dịch thật sự dễ hơn rất nhiều. Cái quan trọng nhất trong luyện đan chính là linh hồn lực, tiếp theo mới là kiểm soát ngọn lửa, Từ Phúc vừa sắp xếp linh thảo vừa phổ cập kiến thức về luyện đan cho Diệp Thành ngươi có điều kiện ưu việt đối với việc luyện đan, vì linh hồn lực của ngươi cao hơn tu vi một tầng. Còn chân hỏa của ngươi lại có linh trí, tương thông với ý niệm của ngươi, có thể kiểm soát tốt hỏa diệm, đây là việc rất quan trọng trong quá trình luyện đan. Nói tới đây, từ phút lại nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt đầy ý tứ, cho nên, ngươi rất phù hợp làm luyện đan sư. Luyện đan sư? Con sao? Diệp Thành lặng người. Ngươi có tư chất hơn người, điều kiện ưu ái, không làm luyện đan sư đúng là uổng phí. Từ Phúc nói rồi lại một lần nữa đem mười mấy cây linh thảo ra, dựa vào tư chất của ngươi thì có khả năng vượt qua lão già đan thần kia. Đan thần? Diệp Thành ngạc nhiên. Một người chuyên làm tình báo như hắn sao có thể không biết tới danh hiệu đan thần được, đó chính là luyện đan sư nổi tiếng nhất đại sở, không thuộc một thế lực nào, nhưng lại là một sự tồn tại mà không thế lực nào dám đụng tới. Sao Diệp Thành có thể ngờ nổi Từ Phúc lại nói mình có thể vượt qua đan thần được? Thế nào tiểu tử? Ngươi có hứng thú làm một luyện đan sư không? Từ phút nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt hứng thú. Muốn, đương nhiên muốn à, Diệp Thành không cần nghĩ mà trả lời luôn. Nghề luyện đan sư quá cao quý, trong đại sở rộng lớn này luyện đan sư rất ít, đều được các bên cung phụng như tổ tông, nếu như trở thành luyện đan sư thì tiền đồ nhất định sẽ rất rạng rỡ. Có được đáp án mà mình muốn, từ phút bèn tới bên lưu luyện đan. Ta dạy ngươi luyện chế một loại đan dược nhìn cho kỹ, ta chỉ làm một lần, từ phút nói rồi nổi lửa bên dưới lư đan. Phù. Đột nhiên, ngọn lửa màu tìm bên trong lưu luyện đang cháy bùng lên, đến cả những hình thù tứ thần thú bên trên lưu luyện đan cũng theo đó mà sáng lên. Sau đó từ phút phất đại bào, đem năm cây linh thảo cho vào trong lưu luyện đan, sau đó thủ pháp rất thuần thục kiểm soát địa hỏa để luyện ra tinh hoa từ bên trong, trong thời gian này, ông ta liên tiếp cho từng cây linh thảo vào trong lư. Ở bên, Diệp Thành tĩnh lặng quan sát, mỗi một động tác của từ phút hắn đều ghi nhớ thật kỹ, đây là cả một quá trình rất dài. Không biết từ bao giờ, trong linh đang cắt tỏa ra mùi hương liệu thơm nồng. Xuất đan, sau khi từ phút dứt lời, ông ta vỗ vào lưu luyện đan, một viên linh đan màu tím bay ra ngoài được ông ta nắm trong lòng bàn tay. Thấy vậy, Diệp Thành hoang mang đi tới, mắt sáng lên nhìn đang dược trong tay từ phút. Diệp Thành ho hắn một tiếng, hắn gại mũi, con mới biết cách đây mấy ngày, con và hùng nhị có tới chợ đen u minh con cũng nghe người ta nói thôi từ phúc thu lại ánh mắt thăm dò ông ta vẫn trả lời câu hỏi của diệp thành thiên tịch đang là linh đan có đẳng cấp cao nhất mà ta biết nếu tính theo số vân thì nó có 6 vân thiên tịch đang rất khó luyện chế sao ạ à? diệp thành thắc mắc tiền bối đang thần lợi hại như vậy mà cũng không luyện ra sao ạ à? từ phúc nhìn diệp thành không mấy dễ chịu mỗi một loại linh đan đều có đan phương tương ứng không có đan phương của thiên tịch đang cho dù là đan thần cũng không biết luyện chế thế nào, mà kể cả có đan phương thì ta e rằng cũng không tìm đủ được linh thảo cần cho quá trình luyện chế thiên tịch đan. Chương 91, không thể tĩnh tâm, trương lão kia không biết là ai hay thế lực phương nào lấy đi không minh. Sao ngươi nói nhiều thế nhỉ? Từ phúc đạp cho Diệp Thành một cái tới trước lưu luyện đan, đó là việc mà ngươi nên quan tâm à. Nói rồi, từ phúc lấy một quyển cổ quyển ném cho Diệp Thành rồi mắng, đây là đan phương của hồi huyền đan, Ngươi nghiên cứu cho kỹ, lĩnh hội xong rồi thì luyện đan tử tế cho ta, đừng có lười nhát. Diệp Thành gại mũi, hắn khẽ khàng lật mở đan phương của hồi huyền đan kia. Không nhìn thì không biết chứ vừa nhìn đã phải giật mình. Diệp Thành lật xem một lượt rồi mới phát hiện luyện đan còn phức tạp hơn luyện chế Ngọc Linh dịch rất nhiều, yêu cầu về kiểm soát lửa quá cao, cho dù là một chu trình nhỏ thôi cũng không được xảy ra sai sót, chỉ cần nhở tay cũng có thể dẫn tới thất bại. Đây mới chỉ là linh đan một vân. Diệp Thành tặc lưỡi. Có điều vì trở thành luyện đan sư, khó khăn này cũng không thể khiến hắn từ bỏ. Hắn vừa lĩnh hội đan phương, trong đầu vừa nhớ lại cảnh trước đó từ phút luyện đan, cứ thế kết hợp lại với nhau. Ở phía cách đó không xa. Từ phút nằm trên ghế nhàn nhã, chốc chốc lại nheo mắt nhìn Diệp Thành. Biết trời sắp tối, Diệp Thành mới đặt đan phương xuống. Hắn cũng giống từ phút, chợp mắt một lúc cảnh tượng từ phút luyện chế hồi huyền đang không ngừng hiện lên trong đầu hăng. Không biết từ bao giờ hắn mới từ từ mở mắt, sau đó hít vào một hơi thật sâu rồi triệu gọi chân hỏa, đẩy nó vào trong lư luyện đan, sau đó tiếp tục cho vài cây linh thảo vào bên trong lư. Vì trước đó từng có kinh nghiệm luyện chế ngọc linh dịch nên hắn cũng thuần thục hơn trong quá trình kiểm soát ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, phần tinh túy của từng cây thảo dược được hắn luyện ra, sau đó lại có thêm nhiều thảo dược được cho vào trong lư luyện đan và tu đạo giống nhau, cần phải tĩnh tâm, từ Phúc liếc nhìn Diệp Thành, nghiêm khắc nói, tâm căn của ngươi căn bản không tỉnh, nội tâm phức tạp là việc đại kỵ trong quá trình luyện đan. Con con hiểu rồi, Diệp Thành cung kính lắng nghe lời dạy của từ Phúc. Hắn thật sự không hề tĩnh tâm vì trước đó đã xảy ra quả nhiều việc khiến hắn khát khao trở nên mạnh hơn. Hắn đã quen với khí thế hừng hực khi chiến đấu nhưng không thể thích ứng với trạng thái tĩnh tâm khi luyện đan, ăn nó đi rồi tiếp tục luyện. Từ Phúc gãy một viên đan dược tới. Nếu đến hồi Huyền đan mà người còn không luyện ra được thì ta thật sự nghi ngờ khả năng luyện đan của ngươi đấy. Diệp Thành vất tay nhận lấy đan dược sau đó nhét vào miệng, chương 92, luyện thành hồi huyền đan, đan dược vào miệng lập tức tan ra. Chẳng mấy chốc, dược lực của đan dược đã thâm nhập vào cơ thể hắn, giống như từng dòng nước mát lành cứ thế gạt đi mọi mệt mỏi trong cơ thể hắn. Vả lại đan dược này còn có thể khiến đầu hắn không còn đau đớn linh hồn lực yếu ớt sau khi luyện đan cũng dần được hồi phục nhờ có đan dược kia bồi bổ. Sau hai canh giờ, Diệp Thành mới hả ra một hơi mang theo tàn khí, hắn lại lần nữa trở mình nhẫm niệm triệu gọi chân hỏa, đẩy chân hỏa vào lò luyện đan. Tâm thế bình tĩnh, Diệp Thành tự nhắc nhở mình. Ngay sau đó, từng lớp từng lớp linh thảo được hắn cho vào lư. Vì kinh nghiệm trước đó từng thất bại nên lần này hắn hết sức thận trọng, mỗi một bước đều được tiến hành chậm rãi, tỉ mỉ. Lần này, luyện chế hồi huyền đang được một nửa, Diệp Thành vẫn không hề nản lòng. Mỗi một bước tiến hành hết sức chậm rãi khiến hắn dần quên đi thời gian. Mặc dù hắn vẫn thất bại nhưng cách làm rõ ràng là thuần thục hơn trước nhiều. Ở cách đó không xa, từ Phúc lại lần nữa mở mắt liếc nhìn đống tro tàn của linh thảo bên dưới lưu luyện đan. Năm xưa ta mất 93 phần linh thảo mới luyện ra được hồi huyền đan, Diệp Thành, ngươi thì sao? Từ Phúc lẩm nhẩm rồi lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Vù, Lưu luyện đang lại lần nữa rung lên. Diệp Thành thất bại lần thứ 20. Ta không tin, Diệp Thành nghiến răng, hắn không một giây phút nghỉ ngơi, lại tiếp tục triệu gọi chân hỏa. Đây là Linh Sơn với linh khí dồi dào, người ở hàng nhạc tông gọi nó là Ngọc Nữ Phong. Trên đỉnh núi, sở huyên đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm hít thở. Phía sau có một bóng hình chậm rãi đi tới với hương sắc mê lòng người. Linh Nhi, sao muội lại chạy ra ngoài? Cảm thấy sở Linh đi tới, Sở Huyên đứng dậy, không quên liếc nhìn muội muội của mình, lại lười biến rồi. Đâu có, Sở Linh cười hi hi sau đó đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Muội tìm gì vậy? Tỷ, muội nghe nói tỷ nhận một đồ đề ở ngoại môn, thế người đó đâu? Dẫn tới muội xem nào, muội rất muốn xem tài năng của người này, làm sao mới lọc được vào mắt tỷ chứ? Còn đang ở ngoại môn, Sở Huyên khẽ cười, tên đó quả thực rất thú vị. Ta cho hắn thử thách vào nội môn, nếu như đến thử thách này còn không vượt qua được thì miễn bàn nói rồi, sở huyên không quên đẩy sở linh rồi hối thúc, mau đi bế quan đi, đừng lén chạy ra đây nữa. muội biết rồi, muội biết rồi mà, sở linh nhi ngoan ngoãn rời đi. xuất đan, đêm khuya, một giọng nói khẳng đặc vang lên trong linh đan cát. mới đó mà đã xuất đan rồi sao? từ phút giọng nói rất trầm vang lên, mang theo ý tứ cảnh giác. ông ta nhảy dựng lên, lập tức tới bên cạnh diệp thành. Đã là viên đan dược đầu tiên mà ngươi luyện chế được thì ngươi ăn đi." Từ Phúc lại đưa hồi Huyền đan cho Diệp Thành. "Vâng." Diệp Thành gật đầu dứt khoát, hắn cầm lấy viên linh đan đầu tiên được luyện chế bằng mồ hôi công sức của mình sau đó cho vào miệng. Chẳng mấy chốc, dược lực của hồi Huyền đan tan trong cơ thể hắn, chân khí tiêu hao cứ thế nhanh chóng được bù đắp lại, tinh nguyên thuần túy quả là mạnh hơn ngọc linh dịch rất nhiều, đây chính là khoảng cách khác biệt lớn giữa ngọc linh dịch và linh đan. Chương 93 văn tự kỳ lạ đi nghỉ ngơi đi ngày mai lại tiếp tục từ phút để lại một câu rồi biến mất sau đó một giọng nói văng vẳng vang vọng dọn sạch lưu luyện đan đặc biệt là những cặn thừa vâng diệp thành lúc này rất vui vẻ hắn cứ thế mở nắp lưu luyện đan ra rồi nhảy vào bên trong đêm khuya tĩnh mịch bầu trời đầy sao linh đan cắt chìm vào yên ắng mãi tới khi tiếng bước chân rất khẽ vang lên thì bầu không khí yên tĩnh kia mới bị phá vỡ đây là một nữ nhân đi ra từ trong linh đan cát Cô gái bước đi với sim y bay trong gió, khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lại mang nét lạnh lùng như ở trước mặt mà cách xa nghìn dặm, khí chất của cô ấy như một đóa băng liên vậy. Nữ đệ tử này chính là thủ đồ của Linh Đan Cát, Tề Nguyệt. Lần này bế quan vẫn chưa đột phá được lên cảnh giới chân dương, Tề Nguyệt lẩm bẩm. Trong ánh mắt rõ vẻ không cam lòng. Ừm. Khi đi qua lưu luyện đan, cô hơi nhíu mày, nghe âm thanh bên trong nó. Ai? Ra đây, Tề Nguyệt lạnh giọng ấy Lao đi những tàn tro trong lưu luyện đan diệp thành chợt phát hiện bên trong cái lư này còn khắc rất nhiều văn tự cũng vì bên trong lưu luyện đan quá đen nên diệp thành lại triệu gọi chân hỏa trong lòng bàn tay chân hỏa vàng kim lập lòe chiếu sáng lưu luyện đan lúc này hắn mới nhìn kỹ những văn tự kia chỉ to bằng đầu ngon tay trẻ nhỏ được khắc dày đặt bên trong lưu luyện đan có rất nhiều hoa văn văn tự có lẽ vì quá cổ xưa nên hắn không nhìn ra được gừ gừ hắn như nghe được tiếng gầm gừ của rồng lức ẩn lúc hiện khiến hắn hết sức hoang mang. Diệp Thành cao mày, giơ tay ra khẽ chạm vào văn tự dày đặc kia. Mới chỉ chạm vào rất nhẹ nhàng mà những văn tự kia đã di chuyển qua lại trên vách lưu luyện đan, mỗi một văn tự đều phát sáng khiến hắn ngạc nhiên và không khỏi bụng miệng, ngay sau đó từng văn tự tách ra khỏi vách lưu, xoay xung quanh Diệp Thành vói tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng thì thâm nhập vào trán Diệp Thành. A, à, Diệp Thành thét lên ôm trán rồi ngất liệm đi, chương 94, Hàng Long, màn đêm buông xuống. Tề Nguyệt đã trở về, cô chỉ liếc nhìn Lưu Luyện đang một cái rồi đi vào phiến điện. Trong Lưu Luyện đang, Diệp Thành vẫn nằm đó yên tĩnh. Chỉ là tâm hồn hắn đã bước vào ý cảnh kỳ diệu khác. Đây, đây là nơi nào? Hắn ta ngỡ ngàng nhìn thế giới trước mặt. Trước mắt hắn là một thế giới hư ảo nguy nga sừng sững, mặt đất rộng lớn mênh mang không điểm dừng, mặc dù là hư ảo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức hoang dã. trầm Trầm. Trầm. Trong chốc lát, thế giới hư ảo chợt vang lên tiếng động dữ dội. Ở phía xa, Diệp Thành trông thấy một người với vóc dáng vạm vỡ chậm rãi đi tới, còn tiếng động kia lại chính là tiếng động được tạo ra sau khi người kia bước đi. Người phía trước mặt hắn giống như người mang thời cổ đại, với phần cánh tay để lộ, phần thân dưới được quấn bởi lớp da hổ, người này cao to lực lưỡng, đôi mắt như ngọn đuốc, mái tóc dài đen bóng rối bời, cứ thế tung bay trong gió, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn trông hết sức trắng rõi và khỏe mạnh. Đây là người của tộc mang thời cổ đại sao. Diệp Thành thầm nhủ. Mặc dù là hư ảo nhưng hắn vẫn cảm thấy có một áp lực khủng khiếp tới gần, mỗi một bước đi của người kia đều khiến Diệp Thành run rẩy. Bịch. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thành, người mang kia đặt bước chân cuối cùng xuống rồi đứng yên ở đó. Thân hình người này vẫn chảy như núi, đứng yên bất động giống như bia đá to sừng sững, bất cứ ngoại lực nào cũng không thể khiến hắn di chuyển người này cứ đứng đó như pho tượng được điêu khắc vậy, cho dù ngày tháng trôi đi, xuân qua đông tới thì bóng hình đó vẫn đứng yên như vậy, không biết bao lâu không hề di chuyển lấy một bước, chỉ có điều, dấu vết của năm tháng chẳng chừa ai, cứ thế để lại từng vết tích trên cơ thể hắn. Cuối cùng, hắn cũng di chuyển, đôi mắt mở trừng, hai đạo điện mang sáng chói phóng ra, sau đó, trên cơ thể hắn xuất hiện từng hoa văn hình rồng, rồi dòng điện mang kia di chuyển khắp cánh tay hắn. Hàng Long, theo sau tiếng trầm trồ ngạc nhiên kia hắn bắt đầu di chuyển bước chân và vung tay thật mạnh tung ra một chưởng gừ có tiếng rồng gầm lên vang vọng khắp không gian một chưởng của người mang kia đánh ra một đạo ảnh lôi long khổng lồ ảnh lôi long kia gầm rú sau đó uống mình bay thẳng lên trời cao ầm rầm rầm đột nhiên đất trời chuyển sắc mây đen dày đặc hình ảnh con rồng khổng lồ kia rẽ ngang trời khiến trời đất rung chuyển huyền pháp thật thật bá đạo diệp thành quan sát mọi thứ hắn cứ thế há hốc miệng hồi lâu. lúc này thế giới hư ảo kia bắt đầu tan biến, một luồng thông tin khổng lồ nhập vào đầu hắn, đó là một bộ mật pháp với tên hàng long, còn cảnh người mang kia thi triển mật pháp này cứ thế xuất hiện liên tục trong đầu hắn. a, à, không biết từ bao giờ, trong lưu luyện đan, diệp thành ngồi bật dậy, sau một hồi thẩn thờ hắn mới tỉnh táo lại. hàng long, diệp thành thầm nhủ rồi mới hiểu ra mình đã bị cuốn vào trong ý cảnh kỳ diệu còn ý cảnh kia chính là ký ức của người mang kia. Kiếm hiệp hay, nghĩ rồi, hắn vội vàng đứng dậy. Lại lần nữa nhìn vào thành vách của lưu luyện đang rồi mới nhận ra từng văn tự dày đặc trên đó không còn nữa. Không biết cơ thể của mình có đạt được tiêu chuẩn để thi triển môn pháp của mật pháp hàng long này không? Rệt! Rệt! Đột nhiên trong cơ thể hắn vang lên từng tiếng kêu như điện lôi khiến hắn đau đớn. Diệp Thành cảm nhận được rõ ràng máu trong cơ thể chảy nhanh hơn, rạo rực như lửa đốt, một luồng sức mạnh bá đạo thôn tính khắp các kinh mạch, kể cả kinh mạch của hắn có dẻo dai đến mấy cũng không khỏi đớn đau. Chương 95, xác nhận lại, hàng long, diệp thành rít lên, hắn sải bước lên phía trước tung ra một chưởng. Gừ. Đột nhiên có tiếng gầm của rồng vang lên, một hư ảnh lôi long xuất hiện, cuốn sạch cổ một và đá vụn xung quanh. Rầm. Rầm, rầm. Vách đá kiên cố cách đó vài trượng trúng một chưởng của hắn và sụp đổ. Lúc này, Diệp Thành vừa thi triển Hàng Long xong, suýt chút nữa ngã ra đất. Tiêu hao quá lớn, Diệp Thành kinh ngạc, hắn liên tục dốc vài bình linh dịch vào miệng, một đòn Hàng Long gần như tiêu hao toàn bộ chân khí trong vùng đan hải của hắn. Quả nhiên, sau đòn công kích bá đạo cần sự hậu thuẫn lớn mạnh, mật pháp Hàng Long mặc dù mạnh mẽ nhưng với trạng thái lúc này của hắn, thi triển một lần đã đạt tới giới hạn, hắn không thể đánh ra được đòn thứ hai. Linh dịch vào cơ thể, vì mật pháp hàng long tiêu hao gần như toàn bộ chân khí của hắn nên nhờ có linh dịch mà cơ thể dần hồi phục thế nhưng cơn đau đớn hãy còn đó vẫn khiến mình bị thương rồi diệp thành xuyết xoa với sức mạnh hiện tại của bản thân mình thì chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hàng long một lần trời gần sáng diệp thành lại lần nữa dốc linh dịch vào miệng sau đó hắn lẻn ra khỏi núi về tới linh đan cát trời đã sáng tỏ trong nội đường từ phúc đã ngồi khoanh chân ở đó chờ đợi con chào trưởng lão ạ à diệp thành vẫy tay chào nào lại đây từ phúc vẫy tay gọi diệp thành lại sau đó khẽ giọng nói đêm qua ngươi gặp nguyệt nhi rồi sao diệp thành gật đầu hắn biết người mà từ phúc nói chính là tề nguyệt đồ nhi của ông ta cảm thấy nguyệt nhi của nhà ta thế nào từ phúc tươi cười nhìn diệp thành diệp thành ái ngại nhưng vẫn đáp lời cô ấy trông rất xinh đẹp như tiên nữ vậy ạ à. ngươi có thích không diệp thành sững người hắn có thể nghe ra mới sáng sớm từ Phúc đã có ý xe duyên cho hắn và Tề Nguyệt. Đó là bảo bối của ta, ngoài ngươi ra thì bình thường đều là ta và Nguyệt nhi tự tay dọn dẹp. Vậy trưởng lão và cô ấy không phát hiện ra bên trong lưu luyện đang có gì sao?" Diệp Thành hỏi dò. "Thứ gì? Là thứ gì?" Từ Phúc nhìn Diệp Thành với ánh mắt khó hiểu, thấy biểu cảm này của Từ Phúc, Diệp Thành coi như đã có được đáp án mình cần. Đó chính là từ phúc và tề nguyệt căn bản không biết đến mật pháp hàng Long bên trong lưu luyện đan, còn mật pháp kia rất có khả năng gặp được chân hỏa mới hiện ra. "Ta hỏi người đấy, là thứ gì?" Từ Phúc nhìn Diệp Thành chăm chú. "Không có gì ạ, à, chỉ là một số tro tàn của linh thảo thôi ạ." À, Diệp Thành đáp đại, rồi sải bước ra khỏi nội đường, con đi luyện đan đây. "Kỳ lạ," Từ Phúc nói với giọng không mấy dễ chịu, "Chương 96, Huyền cơ trong linh thảo viên, trước khi tới lưu luyện đan," Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu rồi triệu gọi chân hỏa đẩy vào trong lưu luyện đan. Từ phút dù nằm trên ghế nghỉ ngơi nhưng chốc chốc lại quan sát Diệp Thành. Chẳng mấy chốc, việc luyện đan của Diệp Thành xảy ra sự cố, những linh thảo được cho vào trong lưu luyện đan đều bị đốt sạch sẽ. Diệp Thành lắc đầu bất lực nhưng vẫn tiếp tục. Luyện đan cả một ngày, hắn dùng toàn bộ số linh thảo còn lại nhưng chỉ luyện ra được ba viên hồi huyền đan. Tiểu tử này tiến bộ nhanh thật, từ phút nằm trên ghế, thầm nhủ. Năm xưa, lần đầu tiên luyện hồi huyền đan, ông ta dùng hơn 90 phần linh thảo. Nhiều hơn Diệp Thành gấp 2 lần, còn lần thứ hai luyện hồi huyền đan, ông ta dùng hơn 80 phần linh thảo, thế mà Diệp Thành chỉ dùng 10 phần. Khả năng luyện đan giỏi như vậy, kể cả là đan thần thấy cũng sẽ rất ngạc nhiên, từ phút mỉm cười. Mọi mệt mỏi toàn thân khiến Diệp Thành tê người thở dốc bên lưu luyện đan. Ba viên, hi hi, Diệp Thành nắm trong tay ba viên hồi huyền đan, hắn mừng rơn, hắn không hy vọng một bước lên trời nhưng yêu cầu mỗi ngày cần phải có sự tiến bộ. Ngươi có cảm nhận được sự thay đổi của linh hồn lực không? Từ phút lên tiếng rồi chậm rãi đi tới. Diệp Thành vui mừng gật đầu, con phát hiện ra linh hồn lực của con dần mạnh lên, tâm cảnh cũng thư thái hơn rất nhiều. Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không phải ngốc. Từ trưởng lão, chỗ người có đang dược bồi bổ linh hồn lực không? Diệp Thành xoa xoa tay cười xòa. Ta có là của ta, ngươi muốn có thì tự đi luyện đi con không có đan phương mắt diệp thành sáng lên nhìn từ phúc từ phúc liếc hắn chẳng mấy dễ chịu lấy ra một bộ cổ quyển đưa cho hắn diệp thành vội nhận lấy lật mở xem một lượt hắn nhận ra linh đan của linh hồn đan cũng là loại linh đan một vân nhưng theo như miêu tả thì cao hơn so với hồi huyền đan phương pháp luyện chế cũng phức tạp hơn đan phương mà ta đưa cho ngươi không được truyền ra ngoài từ phúc nhắc nhở diệp thành Đan Phương đối với những luyện đan sư như chúng ta mà nói rất quan trọng. Phải gìn giữ cẩn thận. Con hiểu rồi à, Diệp Thành nhanh miệng đáp lời, hắn cứ thế chuối đầu đọc Đan Phương. Từ từ xem, từ phút để lại một câu rồi đi ra khỏi nội đường. Trước khi đi, ông ta còn để lại một tấm lệnh bài, thiếu linh thảo gì thì lấy lệnh bài của ta đi tới linh thảo viên hái. Còn có thể như thế sao à? Nhận lấy lệnh bài của từ phút, mắt Diệp Thành sáng lên, đây có khác gì giấy thông hành đâu chứ đêm khuya hắn cầm theo lệnh bài tới linh thảo viên lại lần nữa tới đây hắn có tự tin hơn đã có lệnh bài trong tay hắn sẽ không khách khí nữa a à, ô ôi vẫn như lần đầu tiên vừa vào tiểu linh viên đã nghe thấy tiếng nữ nhân trên rỉ vọng ra khỏi lầu cát diệp thành ho hắn hắn gại gại mũi như thể tiếng nữ nhân kia trên rỉ khiến hắn nhớ tới đêm hoang lạc ở rừng yêu thú âm thanh ấy lúc này như vang vọng trong đầu hắn khiến hắn không khỏi rạo rực trong người diệp thành cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ hắn ho hắn một tiếng đột nhiên trong lầu các vang lên giọng nói hoang mang mau mau mặc đồ vào chẳng mấy chốc nam đệ tử tên lý tam đi ra đến đai quần còn chưa thắt chặt có việc gì không lý tam cố bày ra bộ dạng điềm tĩnh từ trưởng lão bảo ta tới hái linh thảo diệp thành nói rồi lấy ra lệnh bài của từ phúc Ồ, hi hi hi. Thấy lệnh bài của từ phúc, tên Lý Tam kia chợt thay đổi thái độ, hắn bày ra bộ dạng cung phụng như thể trông thấy lệnh bài là trông thấy người vậy. Hai người cứ làm việc của mình tiếp đi, Diệp Thành chẳng buồn lãng phí thêm thời gian với hắn, hắn cầm lệnh bài trong tay cứ thế đi vào trong. Đập vào mắt nhìn là từng ngọn linh thảo mọc ung tùm, mỗi một cây linh thảo đều có linh khí bao quanh. Diệp Thành không chần chừ, hắn lấy đan phương của của hồi huyền đan và linh hồn đan ra, cứ thế hái linh dược theo yêu cầu ghi trong đó lần này khác với lần trước lần này hắn tự tin hơn hẳn diệp thành mở túi đựng đồ ra giống như đi hái lượng cứ người đi qua là để lại một khoảng đất trống trơn vù đang hái linh thảo thì chân hỏa trong vùng đan hải của hắn chợt bùng lên suýt thì quên mất việc này diệp thành vội đứng dậy đi về một hướng lần đầu tiên tới đây chân hỏa của hắn cũng bùng lên như vậy rõ ràng trong linh thảo viên có bảo bối nhưng vì lần trước quá vội vàng nên hắn không kịp tìm bảo bối. Lần này có lệnh bài, hắn đương nhiên phải tìm bảo bối tới cùng. Diệp Thành tạm thời gác lại việc hái linh thảo. Mãi tới khi đi vào nơi sâu nhất trong linh thảo viên hắn mới dừng chân vì phía trước không còn đường đi nữa, đây là cái dốc sâu thăm thẳm. Diệp Thành khẽ cao mày, hắn nhìn xuống phía dưới. Hắn vừa đưa mắt nhìn đã phải thu lại ánh mắt luôn. Cái dốc treo leo sâu thăm thẳm không thấy đấy khiến hắn có một cảm giác như bị nuốt chửng. Diệp Thành không thể ngự không phi hành nên đương nhiên không thể xuống đó được. Có lẽ bảo bối ở phía dưới, Diệp Thành thầm nhủ rồi nhìn xung quanh. Nơi này là phần rìa núi Linh Hằng Nhạc Tông, cho dù ở cảnh giới Linh Hư thì cũng rất khó bay lên trên từ vách núi này, huống hồ nơi này còn được thiết lập cấm chế, người bình thường chẳng ai ngốc tới mức đâm đầu xuống đây. Bên dưới này rốt cục có gì? Diệp Thành xoa cầm, hắn ném một hòn đá xuống dưới. Có điều chỉ sau một khắc hắn không hề nghe thấy có gì vọng lại. Vù. Vù. Có điều, chân hỏa của hắn lại có linh trí nhưng lại không thể nói, cho dù nó có phát hiện được gì đó ở bên dưới kia thì cũng không thể nói cho Diệp Thành biết được. Diệp Thành bất lực, hắn nhìn vách núi lần nữa rồi quay người rời đi. Hắn đem theo túi đựng đồ tiếp tục đi hái linh thảo, mãi tới khi nhét đầy túi rồi mới đi ra khỏi linh thảo viên. Sau khi Diệp Thành rời đi, ở vách núi treo leo của linh thảo viên có một con mắt huyền ảo xuất hiện rồi sau đó vụt biến mất.